Đây là mình đang ở làng nghèo để mà phát quà cho đồng hương ha, cho tất cả những người Mỹ khắp nơi. Họ không có đủ ăn thì mỗi tuần đều ở đây phát quà cho. Ở đây là mình đang làm thiện nguyện. Đây mình đang làm thiện nguyện ha. Đây là chú Nhân nè. Cô Hoàng, chị... Hoàng cái gì? Cô Kim, chị Thanh, yeah. Yeah. Oh, okay. Okay. Need to switch up. I'm gonna bring everything under the table over here. Okay. Tất cả những cái đồ bóc rồi có chỗ đó. Bây giờ là đây, người Việt Nam mình tới cũng phụ để mà phát và dân tỷ cũng phụ phát ở đây. Oh, một người nữa, một người thôi. Just only one. Just only one. Yeah. Okay. Một người thôi. Okay, somebody step up with her. Oh, back up, back up. Rất là nhiều đồ ăn ở đây. Rồi bên kia thì người ta phát thức ăn. Ở đây thì khoai, khoai ha. Ở ngay downtown. Thấy không, Giang tỷ đây. Ok, Giang tỷ bận đồ cảnh sát nha. Chào 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 anh chị em. Tại ở đây là mình phải đeo khẩu trang, bắt buộc phải đeo khẩu trang và đeo bao tay nữa. Thì Giang tỷ cũng có đeo bao tay, nhưng mà quay phim thì phải tháo ra để cho anh chị em mình thấy tí xíu. Hồi sáng giờ cũng đã phát rất là nhiều. Bắt đầu họ phát lúc 10 giờ ha. Bây giờ tới 2 giờ sẽ xong. Thì ai? Chết sư, hai người thôi, đứng lại. Mình, người Việt Nam mình xuống đây giúp những người Mỹ rất là đông ha. Và họ quét cái line dài lắm rồi, từ hồi sáng sớm đã tới đây. Ngay cái địa chỉ ở dưới downtown, gần downtown ha. Đây là 288 chứ không phải downtown. 288 đâu, cũng là hướng đi về, con đi là thẳng á. Dạ, gần cũng gần downtown lắm. Đấy. Cái loài nó rất là dài, mà nhảy tỉ đi vô á, thì nó múc ở ngoài dài lắm. Thì mỗi xe vô đây là đều có. Thấy thấy không, người ta làm khẩu khẩu không? Dạ, phải đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, ghê lắm. Yeah, phải vậy chứ, Mỹ mà. Dạ, đúng rồi. Rí, dạ, cô vô ra đi chung đi ba người. Dạ. Ok rồi. Ok. Ở bên hội USA VSC ha. Yeah. Ok, thì mình bên hội của bên chú Nhân là chuyên môn làm thiện nguyện. Bất cứ nơi nào cần đều tới giúp với người Mỹ một tay hết. Cho nên là mình đã có mặt hôm nay. Mỗi tuần thứ ba phải không chú ha? Mỗi tuần thứ ba là mình đều. Tháng 12. Dạ, hết cho tới tháng 12. Dạ. Đọc cái địa chỉ giùm con chú. Dạ, chúng tôi là Phạm Duy Nhân đây, chúng tôi chỉ huy trưởng của lữ đoàn 1 USAVSC. Hôm nay là nhu cầu của city cũng như thành phố là phát thực phẩm cho đồng bào nghèo ở cái địa chỉ là Sunnyside Moto Center, 9314 đường Colen Boulevard. 9314 nha. Đường 9314 đường Colen Boulevard, Houston, Texas 77051. Chúng tôi suốt tháng 12 này, chúng tôi sẽ ngày thứ ba thì chúng tôi sẽ phát và thực phẩm ở đây cho hỗ trợ với cơ quan Food Bank và thành phố để phát thực phẩm cho đồng bào nghèo ở đây. Và có một ngày 16 tháng 12 này
sẽ có một cái lễ tất niên của một cái hội thánh Tin Lành ở đây rất là lớn. Họ cũng có mời chúng tôi, có lẽ chúng tôi cũng tham dự ở đây. Dạ. Anh em chúng tôi hôm nay là con số được 10 người để phục vụ cho cái buổi phúc bà hôm nay và các hội đoàn bạn nữa. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn William Trinh. Dạ, đây. Mình là nhóm thiện nguyện ở Houston, ha. Làm những công tác thiện nguyện cho tất cả đồng hương của mình đây. Đó. Gia đình nào mà cần những đồ ăn thì cứ xuống dưới này sẽ có, người ta sẽ phát cho mình ha. Dạ, đài truyền hình TV. Chú phải Yến mà không có đội mũ, 17 chút nữa nếu cần thì thay cho bà. Thay gì? Bà Yến đừng vô chỗ đó. Đó thì không sao. Không, còn chú mà chú phải điều hành. Dạ đúng rồi. Con đây con quay xong rồi con phụ cho không sao đâu. Không phải nói chuyện với chú mày. Ở chừng nào mệt thì ai mệt thì nói. Không sao hết. Dạ. Mừng ông này chọc bà tiếng. Đúng rồi. Không mà đi dần vậy nhưng mà đi dần. Dạ đúng rồi, chị cũng đi qua xin tin với con mà. Đi mấy người đó đi với con hết á. Chú đi qua mình nói để hát á chú. Ok. Dạ, con phải dạ. Đây, Giang tỷ cho coi ha. Đồ rất là nhiều. Apple nè, có đồ rất là nhiều ha. Nguyên một thùng này là mình có cái gì trong đó ha? Có đồ hộp. Đồ hộp. Có đồ hộp không thôi. Không, đồ hộp không. Đồ hộp với... Dạ, đâu, chưa, không có khui ra cho nên mình không có biết ha. Còn này là... Là khoai tây. Dạ. Dạ, nó cũng nhiều ha, nhiều thứ ha. Or maybe even kind of over here. Just be careful because of... It is tight, yeah. Yeah. Okay. All right, so where are you? Just taking pictures? Or are you here? No, you can go ahead. Go ahead. Yeah. Alright, cool. You know the menu? You feel good about the menu? Yeah. One box. Yeah. One box. So yeah, each menu. Mỗi một xe một bịch này với lại một cái thùng đó đó. Một phần chứ không phải là một. Dạ, một phần á, đúng rồi. Có những cái xe nó tới 2 phần, 3 phần, 4 phần lận em. Coi thử cái số, nghĩ nó nói mình cái số, chị đọc cái số đó. Chị phát này quen rồi. Dạ, dạ. Cái này nè, chị coi cái số đó. Đây, xe ở đây ha. Mình rất là dài. Đi qua một vòng, 2-3 vòng. Coi như là mỗi một cái số là khác, bên đây là chắc là cái số xe bên đây là khác nè. Số xe bên đây là số 1. Còn dãy bên kia là số 2, sẽ mình sẽ đi qua bên bên hướng bên kia cũng có một group họ phát bên đó nữa. Cho nên đến 2-3 lớp lận. Ok. Thank you for coming. Have the blast day curve. Nó kêu đi rồi, để đi lên trên.
Đây, cho rất là nhiều ha. Một thùng đồ là đầy đủ hết. Mỗi tuần họ đều phát như vậy nha. Two box. Okay. Cho đến 2 thùng nè. Gia đình này đông người á, 2 thùng đến 3 bịch rất là nhiều. Ăn cả tuần cũng không hết đâu nha cả nhà. Mà mỗi tuần đều có phát như vậy ha. Ở Mỹ rất là họ rất là good cho những người low income. Ủa cái này là quần áo không sao bỏ? Thì cứ bỏ lên đại. 10 foot on the back. Hai khoai lang. Khoai lang, khoai lang tây đủ hết ha. Đang quay trực tiếp cho nên là không có bắt điện thoại được nha. Sorry em Như Khuê, chị đang quay live stream cho nên không bắt điện thoại em được. Có gì nhắn đi nha. Bây giờ là đang bận ở đang phát quà cho những người nghèo ở tại Cologne. Chị đã text địa chỉ hồi sáng cho em rồi. Có gì chút nữa về rồi mới gọi lại sau nha. Họ để cái YouTube này là gia đình đông người đó sẽ bỏ vô rất là nhiều, hai phần. Okay. Còn cái YouTube này là ok,
một family, you two là hai family, cho nên là how are you? That's good. Yeah, wait a little bit. Rất là đông. Okay. Good morning. Well, I have this space on that side. Put on the front, go on the back. She have a lot to think. Okay. Mình bỏ vô ở xe sau, cổ nhiều quá cho nên cổ không có bỏ sau được, thì cổ nói bỏ trước giùm cổ. Okay. Just the morning. It broke. À, khoai rất là bự mà ngon lắm nha cả nhà. See, a lot of big one. Okay. Họ đều cho hết. Okay. Cho không có lấy tiền. Ha. Của Food Bank á, của Food Bank họ cho. Cho nên người Việt Nam mình giúp làm thiện nguyện để tới phát thôi. Chứ còn những cái thùng Food Bank này là của Food Bank. Chị, bấm giùm em. Bấm giùm em một tấm qua. Em đang quay, em đâu có bấm được đâu. Em đang quay, làm sao em bấm được, nhờ ai đi, làm sao em cầm được. Đây. Đây là hai gia đình cho nên là hai thùng với ba bịch ha. Okay. Những cái thùng Food Bank này á là của thành phố cho những người nghèo ha, chứ có nhiều người Việt Nam mình có cái xin được cái Fire One đều có thể xin trên Food Bank rồi đem về phát cho những hộ gia đình nghèo được hết nha, chứ không có phải là họ bỏ tiền ra đâu, cho nên là không cần phải hùng tiền hay cái gì nha cả nhà. Ok, cái này là của CD cho, của chính phủ Mỹ ha. Cho nên là rất là nhiều, có nhiều người họ không biết nữa, có thể là họ có tiền nhưng mà họ vẫn get like vô để họ lấy cũng vẫn được, tại vì nó không có check ID, nó không có gì hết á nha. Ai tới vô nó đều cho hết, nó đều hỏi mình gia đình có bao nhiêu người, mình nói bao nhiêu người nó cho thôi, chứ nó không có check cái gì hết. Cho nên là anh chị em cứ tự nhiên. Ở Mỹ là phải lo cho người Mỹ là như vậy đó nha. Nhiều người tới làm thiện nguyện. Nếu mà anh chị em ở Houston có giờ, mình dẫn tới đây để mình làm thiện nguyện được, mình ghi vô mình làm thiện nguyện ha, thì họ sẽ cho mình cái tên ghi xuống, để mỗi lần có họ cần thì họ sẽ gửi email ra cho mình, mình sẽ tới đây để phát.
Rất là đông thiện nguyện viên tới đây để mà phát quà cho những người nghèo. Thấy không? Xe này tới 4 thùng. Không anh? Còn lấy khoai nữa không? 4 thùng. Rất là nhiều. Đấy, ăn cả mấy tuần cũng không hết. Cho rất là nhiều cho nên là không có cần phải đi chợ nha. Tại vì cái thùng đồ này là đủ hết trơn á. Ok. Cái thùng này là đủ đồ ăn hết á. Đem về nhiều khi không có ăn cho nên là đem đi cho người ta thì nhiều. Đồ ăn ở Mỹ là dư nha cả nhà, không bao giờ thiếu. Cho nên đừng có chứa nhà nhiều quá. Gõ 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 cho họ mở. Right here on the back. Oh. Go, go. Yes, go, go, go on the top one. Rồi ngừng đây, cái xe này ngừng. Okay, go. Go, go. They can go on the first. Oh, they okay. Got it? Okay. Go. Xe đã có rồi á. Come, come. Come all the way. Come all the way on the first.
And put down. Why you don't? Why you don't put down for them? They have already. Oh, okay. They do by itself. Yeah, go. Yeah, open it. Open on the back. Four. Cuatro. What is it? Four. Đến bốn, bốn thùng ha. Bà này, cô này đến gia đình chắc đông cho nên tới bốn thùng. Bốn bịch khoai. Ok, bốn thùng với bốn bịch khoai, chắc tám bịch tại vì ok. Cho rất là nhiều nha cả nhà. Go straight. Hi. Go straight. Uh-oh. The back open. Hi. Thank you for come help. Yeah. Come. Come, more. Okay, you can stop. Yeah, put in here. You want on the back? Put in the back. One on the back. Two. Merry Christmas and Happy New Year. Come. Oh. Tại vì ở đây nó hơi chật cho nên là đứng. Có rồi, xe này có rồi. Go. Thank you.
Yeah, he got it. Đó, hết cái là họ cho xe chở tới rất là nhiều ha. Cho nên là một người vậy lấy mấy thùng luôn, rất là nhiều.